Mỹ Thò laptop và giới thiệu với các bạn đây là full bộ PC văn phòng mà bên mình chuẩn bị bàn giao cho một bạn khách ở trên Long Định nha các bạn full bộ này đang có giá là 7 triệu 200 nghìn đồng thì chúng ta sẽ có thùng CPU văn phòng đến từ máy bộ HP đây là HP El Elite 800 G1 USDT nha đây là máy bộ văn phòng nha các bạn cực kỳ nhỏ gọn luôn và chiếc máy này nó sử dụng linh kiện của laptop xài gam laptop và ổ cứng SSD của laptop adapter cũng được của laptop luôn nên chúng ta thay thế nó cũng khá dễ dàng và trọng lượng nhẹ không chiếm không gian nha và một chiếc màn hình đến từ HKC model này bên mình bán rất là chạy hàng nha HKC MB24V9 đây là tấm màn có tấm nền IPS tần số quét đến 75Hz các bạn chơi game đều được làm văn phòng cũng thoải mái luôn nha và đây là hình hình ảnh thực tế của chiếc màn hình này nè, này, 24 v 9 nè. Rồi mình quay phía sau cho các bạn coi nha. Màn hình này thì có đầy đủ các cổng kết nối HDMI hoặc là VGA luôn nha. Đó, màn hình này đang có giá bán là 2 triệu 990 000 đồng. Chiếc thùng này đang có giá bán là 3 triệu 900, 900 000 đồng nha các bạn. Và mình tặng thêm cho các bạn là một cái USB thu sóng wifi của TP-Link để chúng ta bắt sóng mà không cần ghim dây mạng nha chuột phím giả cơ có đèn led luôn tăng kèm lót chuột nha và nếu bạn nào mà chúng ta muốn những cái bộ mà mini như thế này HP 800G1 thì mình giới thiệu các bạn hai cái bộ tương tự là cũng là HP luôn HP Goldex 600 và đeo up năm 3050 ra hai cái máy này cực kỳ nhỏ luôn nè thương hiệu đến từ HB và đeo máy nhập Mỹ nha đều có sóng wifi luôn con này thì sóng wifi nó dựng lên còn con đeo này là sóng wifi tích hợp on board bên trong nha đầy đủ cổng kết nối mà nhỏ gọn chạy i3 i3 và i5 luôn nha các bạn thì con HP này nè cũng có 3 triệu 900 nghìn đồng thôi à rất là rẻ nha máy bán ra bên mình sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bạn là 6 tháng phần cứng đối với máy bộ máy bộ PC nha Còn đối với màn hình thì bảo hành 2 năm nha Chọn bộ này mình xin nhắc lại là có giá bán là 7 triệu 200 nghìn đồng nha Bạn nào quan tâm thì inbox cho Mỹ Tho Laptop để được hỗ trợ nha Cảm ơn các bạn đã xem qua video này